đừng khóc, trái tim của anh đau lắm. Anh chỉ muốn trên đôi môi em nở nụ cười xinh. Cuộc đời như sóng gió, đừng lo, có anh đây mà. Ngày dài sẽ trôi qua, anh biết tổn thương người quá nhiều. Một tay lau nước mắt, một tay ôm lấy em chặt từ nay mãi về sau. Và anh hứa sẽ không buông tay, có anh ở đây. Từ nay nước mắt em chẳng cần từ lâu, vì đã có anh ở phía sau em này. Một tay để ôm em, một tay để lau nước mắt. Cầm tay anh em nhé, đừng lo tháng năm sau này. Mạnh mẽ mãi làm chi, là con gái cũng phải yêu mềm. Một tay lau nước mắt, một tay ôm lấy em chặt từ nay mãi về sau. Và anh sẽ ôm em trong tay, nói anh ở đây. Và anh sẽ ôm em trong tay, nói anh ở đây. Nghe tin thằng bị bệnh nặng, nằm ở bệnh viện, cho nên tôi ghé thăm. Cảm ơn ông đã đến thăm. Bà và mấy đứa con gái đã giúp đỡ tôi rất là nhiều. Mấy chục năm nay tôi cũng biết là Thành luôn giúp đỡ mẹ con bà. Tính ra thì Thành là ân nhân đã thay tôi lo lắng cho các con gái, cho nên tôi phải tới thăm chứ. Bây giờ ông giải quyết nợ nần ra làm sao rồi? Tôi đã làm thủ tục phá sản, giải quyết hết nợ nần. Bây giờ hùng hợp với mấy người bạn để làm mấy công trình nhỏ thôi, phải gây dựng lại từ đầu. Hy vọng sau này có tiền trả lại cho các con. Còn Đào thì đã xuất viện rồi. Chúng tôi thuê nhà ở ngoài Bình Chánh cho rẻ, gần mấy công trình của tôi nữa. À, vậy cũng tốt rồi. Tình trạng của Thành có khả quan không? Bây giờ thì chỉ chờ có người hiến tặng gan. Mà tìm người hiến tặng thì đã khó, mà còn phải phụ thuộc vô nhóm máu hiếm AB nữa. Nên chắc là không còn hy vọng. Ba ơi, ba nhớ giữ gìn sức khỏe, rồi nhớ trở về sớm với tụi con nha ba. Ba ơi ba, tụi con có xếp những ngôi sao may mắn tặng cho ba nè. Ba đừng có buồn nữa nha. Tụi nó sẽ thay tụi con ở bên cạnh ba. Ba cảm ơn tụi con nha. Ba sẽ ráng để về sớm với tụi con. Hai đứa ở nhà nhớ ngoan, nhớ nghe lời mẹ nha. Dạ dạ. Yến nó khỏe chưa mẹ? Sống có ổn? Em con nó cũng khỏe lại rồi. Nó đang chuẩn bị đi phỏng vấn để mà xin việc. Còn con Dương á, nó giúp mẹ môi giới bán mấy miếng đất kia.
còn con Nguyệt với gia đình của nó quên hết chuyện cũ, giúp đỡ cho mẹ chị em nhiều lắm. Bánh ơi, sau này á, con đừng bao giờ làm chuyện không ngay với gia đình họ nữa nghe con. Chào chị. Hai đứa ngoan lắm. Thằng Bách nó từng như thằng Quý, làm bậy với gia đình bên vợ. Tôi nghĩ đây chính là quả báo của tôi. Giờ thằng Quý đi tù, coi như là nó đã trả giá tội lỗi của nó rồi. Con Yến nó có nói khi mà thằng Quý ra tòa, nó sẽ nói đỡ cho thằng Quý vài câu để cho án nhẹ hơn. Cảm ơn chị và cháu Yến rất là nhiều. Em cảm ơn chị và cháu Yến. Trải qua bao nhiêu chuyện, bây giờ vợ chồng em đã biết lỗi của mình rồi. Thằng Quý nó ra nông nổi ngày hôm nay là do vợ chồng em đã nuông chiều dạy sai cách cho nó. Cũng là do tôi trọng nam khinh nữ, để bây giờ con trai phải vào tù, còn mấy đứa con gái thì trở nên xa lạ với tôi. Tôi có khác gì hai người đâu, cưng chiều hai đứa con quá mức cho nên mới xảy ra hậu quả như vậy. Nhưng mà dù sao thì tụi nhỏ nó cũng còn có cơ hội để sửa sai. Mình làm cha làm mẹ thì mình phải có trách nhiệm động viên và khuyên nhủ tụi nó. Con với con Yến tuy là đã ly hôn, nhưng mà con Yến nó cũng rất là tốt. Nó nói là sẽ nói tốt cho con trong phiên tòa. Con ráng mà cải tạo cho tốt, giữ gìn sức khỏe, về với ba mẹ nha. Nhớ là đừng có suy nghĩ bậy bạ, làm những điều không tốt nha con. Dạ. Bấy lâu nay trong tù con ân hận lắm rồi mẹ ơi. Con sẽ ráng cải tạo tốt. Mẹ với ba nhớ giữ gìn sức khỏe. Mẹ ba đã biết lỗi thì phải sửa đổi và tìm mọi cách để chuộc lỗi lại. Ba mẹ sẽ là tấm gương tốt cho con, và sau này con vẫn phải vậy nghe chưa? Dạ. Mai mốt tôi đi rồi, Dân đừng có buồn vì tôi nghe không? Hãy sống vui vẻ với con cháu. Nếu có người nào thật lòng với Dân thì cứ mạnh dạn mà tiến tới nghe không? Người tốt với tôi nhất vẫn là Thành. Thành yên tâm đi, tôi sẽ sống tốt mà. Nếu mà có kiếp sau, tôi với Thành mà có gặp nhau thì tụi mình đừng có bỏ lỡ nhau nữa nha. Tôi nhất định không để mất Dân nữa đâu. Mẹ ơi, chú Thành ơi. Mẹ, bác sĩ nói là tìm được lá gan tương thích với chú rồi mẹ. Con nói thiệt à? Thiệt hả bác sĩ? Đúng rồi chị,
lá gan đó người hiến tặng tức là anh Hiếu. Anh Hiếu đã hiến tặng cho anh Thành. Và anh Hiếu đã xét nghiệm nhóm máu rất phù hợp cho anh Thành. Sao? Anh Hiếu, tôi với anh không có quan hệ thân thiết. Anh đừng có làm như vậy. Tôi không nhận đâu. Thành à, sao Thành lại nói mình không có quan hệ gì chứ? Mấy chục năm qua, Thành đã thay mặt tôi chăm sóc cho các con tôi rất là nhiều. Một người cha tệ bạc cho tôi thì chưa làm được điều gì cho tụi nó. Cho nên bây giờ tôi muốn trả ơn cho ân nhân của mình và các con của tôi. Bác sĩ nói không ảnh hưởng gì nhiều đến tôi đâu. Cho nên anh đừng ái ngại. Thành, cho tôi một cơ hội để trả cái ơn này nhé. Anh Hiếu đã nói như vậy, Thành nhận lời nhé. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh rất nhiều. Cảm ơn ông. Cảm ơn bác sĩ. Má qua chơi hả? Qua chơi gì? Qua ta coi cái Thành không vợ không con, không ai thèm quan tâm tới, xem nó sống làm sao. Ừ, thì con vẫn là chủ tịch tập đoàn, công việc vẫn bình thường. Rồi bây giờ đã ly hôn rồi, không sợ phải mang tiếng là ngoại tình nữa, sống thoải mái chứ sao má? Vậy hả? Dạ. Sống thoải mái hả? Thôi được rồi. Vậy thì mất công tôi qua đây. Thôi tôi đi về. Má, má hiểu con quá rồi. Mà má còn nói vậy nữa. Má có thể khuyên thằng Hải, con Phương, con Quỳnh tha thứ cho con được không má? Trời ơi, tại con, con có lỗi trước cho mẹ con, con Phương, con Quỳnh, thì con qua bên đó con xin lỗi người ta. Còn về thằng Hải chịu, tại con cố chấp, con ngang ngược, thì bây giờ biết nói làm sao? Con biết con sai rồi. Chuyện của thằng Hải và con Dương, con hứa là con không xen vào nữa. Còn chuyện của Nhung thì để con lên Bảo Lộc gặp mẹ con cổ coi sao. À, bữa học kết thúc nha. Dạ. Tụi con về nhà đi. Dạ. Dạ. Con chào thầy. Con chào thầy.
giỏi lắm. Nè, đây con nè, về cẩn thận nha. Dạ. Bye bye. Chào thầy. Rồi. Anh dạo này sống sao? Từ ngày mẹ của anh bị bắt, anh đi thuê nhà trọ, rồi đi dạy đàn cho mấy đứa nhỏ. Còn em? Em ly hôn rồi. À. Em nhận ra khi đến với nhau bằng thủ đoạn sẽ không bao giờ có được kết thúc tốt đẹp. Và hạnh phúc chỉ dành cho những ai chân thành và quý trọng người mình yêu. Đến bây giờ anh mới thấy tiếc khoảng thời gian chúng ta bên cạnh nhau. Tất cả là tại anh. Anh xin lỗi. Đúng. Em cho anh thời gian đi. Anh hứa sẽ sửa sai để chuộc lại tất cả những tổn thương nó gây ra cho em. Em về nha. Tu. Em cũng mong mà những vết thương mà anh gây ra cho em sẽ sớm bình phục. Không còn phải hẹn đến kiếp sau nữa phải không Dân? Ờ, tụi mình không có rời xa nhau nữa. Đỡ mệt chưa? Anh đỡ nhiều rồi. Dạ, thưa ba. Ba. Thưa dì Đào. À, chào tụi con. Các con, chú Thành ổn không? Dạ, chú Thành tỉnh rồi ba.
tụi con qua đây thăm ba. Nguyệt có nấu cháo cho ba và chú Thành. Chị Đào à, từ nay á chị không phải mua cơm nước ở ngoài nữa, để con mang cho chú Thành rồi con mang cho ba luôn. Con. Ba nhớ tình dưỡng cho mau khỏe. Có gì cần ba cứ gọi tụi con nha. Ba cảm ơn các con nhiều vì đã quan tâm tới ba. Ba à, đúng là trước đây chị em con rất là giận ba, nhưng mà bây giờ ba đã thay đổi rồi. Chị em con không còn buồn giận ba gì nữa hết, và cũng đã tha thứ cho những chuyện cũ của ba. Ba là người sinh ra tụi con phải có bổn phận chăm sóc cho ba chứ. Chị Hai nói đúng á ba. Ba cứ lo tịnh dưỡng cho thật khỏe nha. Ba vui lắm. Dì cũng xin lỗi mẹ tụi con và tụi con nhiều lắm. Năm xưa ba tụi con vô trách nhiệm với tụi con, một phần là do sự hồ đồ của dì mà ra. Có lẽ bây giờ dì đang trả giá cho những tội lỗi của mình. Chỉ mong là tụi con có thể tha thứ cho ba tụi con và yêu thương ông ấy. Nếu được, hãy bỏ qua cho dì. Dạ, mẹ và tụi con đã bỏ qua hết mọi chuyện rồi dì. Cảm ơn mọi người nhiều lắm. Ba, con sẽ tìm một căn hộ gần tụi con để thuê cho ba và dì. Chứ bây giờ con thấy ba và dì ở xa tụi con quá. Không cần đâu con. Tới bây giờ rồi mà ba vẫn muốn ở xa tụi con sao? Dì cảm ơn. Dì cũng định là khi ba tụi con ra viện, dì sẽ kiếm việc gì đó để làm. Nếu mà dì không ngại á, hay là dì qua quán dì nhà phụ tụi con đi. Cuộc đời là bao lo toan bộn bề, nhiều khi chỉ muốn đi về ở giữa thành phố hoa lệ. Nguyệt có thể cho mình một cơ hội được không? Đối với Nguyệt á, anh luôn đợi nhé. Mình là một người bạn rất tốt. Nguyệt nghĩ là mình sẽ sớm tìm được tình yêu của đời mình thôi. Con có chuyện muốn nói với mẹ nè. Chị nữa cô, con thấy chú Thành giờ cũng khỏe rồi, hay là cả nhà mình tổ chức đi biển một chuyến đi, sẵn dịp làm sinh nhật cho chị Hai luôn. Lúc mà em biết chị Hai với anh Hải đến với nhau, tại vì em muốn giữ vị trí của em trong nhà của anh Nhân, nên em sẽ dùng mọi thủ đoạn để khiến hai người xa nhau. Thật ra là do em. Mấy lâu nay mẹ với hai chị của con cũng muốn gặp con để nói lời xin lỗi. Từ trước tới giờ vì lòng oán hận của mẹ với ông Khánh mà mẹ đã trút giận lên đầu của con, một đứa con vô tội. Bác kể hai đứa cũng tranh thủ làm đám cưới nhanh đi nha. Con cảm ơn bác vì đã tác hợp cho tụi con. Bác đi trước đây. Dạ bác. Anh sao rồi? Sao em thấy ba hơi buồn? Mẹ Nhung vẫn còn là nhạc với ba, nhưng mà có tiến triển. Hai chị cũng không còn khoảng cách với ba như trước nữa.